Vâng, thực sự mà nói thì ngày hôm nay rất vui vì được đến đây để chia sẻ với toàn bộ các anh chị và các bạn về kinh nghiệm sử dụng sản phẩm trong quá trình làm Amway của Huy. Vâng, và Huy một xin tự giao lưu về mình một xíu, tên đầy đủ là Trần Quốc Huy, năm nay 21 tuổi, sinh ra và lên tại Đắk Lắk. Các chị có ai ở trong khu vực Tây Nguyên giơ tay lên mình quen đúng không ạ? Và các anh chị Tây Nguyên một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Vâng, và không để mất thời gian các anh chị và các bạn, ngay sau đây mình sẽ đi vào chương trình chính luôn. À, ngày hôm nay em được rất là vui được giao nhiệm vụ chia sẻ hai dòng sản phẩm rất là quan trọng và cũng rất là thiết yếu trong Amway và cũng khá là có doanh số, cũng khá dễ phát triển đúng không ạ? Đó là dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia dụng. Ngay sau đây mình sẽ chia sẻ cho các chị về dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân trước và đại diện cho nó là lăn cụ mùi. Lăn cụ mùi, chúng ta sẽ ai cũng đã xài lăn cụ mùi đúng không ạ? Và lăn cụ mùi thì có tác dụng là để khử mùi hôi cơ thể. Và các chị biết tại sao mà cơ thể lại phát ra mùi hôi không ạ? Là do mồ hôi đúng không ạ? Rượu. Thực sự mà nói thì mồ hôi là không gây ra mùi cơ thể của chúng ta. Tại vì khi mồ hôi mình mới ra thì nó không có mùi hôi các chị. Nhưng mà khi một thời gian thì nó tiếp xúc với không khí và vi khuẩn xâm nhập thì nó tạo ra mùi hôi. Mà dân gian hay gọi là bệnh hắc trong nôi đúng không ạ? Vâng, và cái bệnh này thì thực sự là rất là tế nhị nên là không ai muốn có nó, nhưng mà cái bệnh này thì nó lan truyền và nó thoang thoảng xung quanh người ta nên là rất là khó giấu đi. Thì thế đặc biệt là những ai mà hay đi sơ kít mà cảm thấy một người mà có mùi cơ thể mà người đó hay đứng một mình á, tại vì mọi người tránh xa, thì thế nên là cái mùi cơ thể rất là gây ra người ta về cái hoạt động hàng ngày chúng ta rất là khó khăn và làm cho chúng ta mất đi cái sự tự tin và đặc biệt là mất đi cái sự hấp dẫn, sự quyến rũ của cơ thể mình đúng không ạ? Ví dụ như một cô gái mà rất là xinh, nhìn sáng rất là xinh nhưng mà khi phải đến gần thì có một cái mùi thoang thoảng rất là khó chịu, vậy thì chúng ta cũng muốn tiếp xúc nhiều người đúng không ạ? Wow. Mặc dù rất là xinh nhưng mà mùi phát ra thì mình rất là vì thế nên là khi mà chúng ta bị mùi cơ thể thì chúng ta phải giải quyết thật sớm đi. Giải quyết bằng cách nào? Ngày hôm nay các chị sẽ được hiểu rõ về cái bệnh này và giải quyết toàn bộ triệt để luôn. Thì Huy sẽ có một cái số cái kinh nghiệm và một số cái lời chia sẻ cho các chị. Đầu tiên thì chúng ta muốn khử được cái mùi này, chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ cơ thể thường xuyên và mình còn ăn đầy đủ những cái loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là chất xơ các chị. Và mình mặc quần áo thì thoáng, vừa thoáng mát. Và điều quan trọng hơn nữa là mình lựa chọn những cái sản phẩm nào mà thích hợp mà an toàn cho cơ thể mình, đúng không ạ? Vâng, và Huy từ trước đến giờ thì Huy đã thay đổi rất là nhiều những cái thương hiệu bên ngoài thị trường các chị. Và Huy thực sự lựa chọn rất là nhiều những cái nhãn hiệu, những cái sản phẩm nổi tiếng về khử mùi. Và Huy thực sự là không hài lòng với những sản phẩm đó. Tại vì khi mà Huy sử dụng thì nó để lại những cái không tốt, đặc biệt là nó bị thâm cái vùng dưới da của mình và nó bị làm ố cái vạt áo của chúng ta, ố cái vạt áo. Và cái điều quan trọng hơn là khi mà nó mà Huy hoạt động nó đang mồ hôi thì những cái mồ hôi nó lại tiếp xúc với cái chất đang khử mùi ấy thì nó hòa quyện lại với nhau và tạo thành cái mùi vô cùng đặc biệt với chị. Cái chị là giống như cái mùi mắm suốt á. Mấy là có chị. Vì thế nên là mình thực sự không hài lòng về những cái sản phẩm đó. Và rất là may mắn khi mà biết về lăn cụ mùi của Amway, thực sự rất là tin tưởng và hài lòng về nó. Và khi đã trải nghiệm và đã sử dụng nó và ngày hôm nay đứng ở đây để chia sẻ cho anh chị về lăn cụ mùi của Amway, đúng không ạ? Quyền từ Amway. Và các chị nhìn thấy cái dáng lăn cụ mùi này rất là khác biệt với những lăn cụ mùi bên ngoài không ạ? Đầu tiên nó to ở dưới và nó nhỏ dần lên trên. Những cái lăn cụ mùi bên ngoài thì thường là nó nhỏ rất là nhỏ ở dưới và trên nó không to như thế này. Để cho những cái nhà sản xuất bên đó họ nghiên cứu ra để cho khi chúng ta lăn lên á thì cái sản phẩm nó ra rất là nhiều. Nó rất là nhiều thì rất là đáng phí đúng không ạ? Nhưng mà lăn cụ mùi với nhà sản xuất của Amway thì luôn luôn quan trọng là người tiêu dùng là xài đúng, xài tiết kiệm. Và rất là hiệu quả cho kinh tế nên là nó nhỏ về phía này và được cái bi lăn rất là nhỏ
nên chúng ta lại đang một lượng rất là tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu của mình. Và khi mà cái lan cụ mùi này á, khi mà Huy xài thì nó khử mùi được 48 tiếng đấy chị. Tại vì nó làm từ hợp chất từ thiên nhiên, từ hợp chất cây địa y, có mùi thơm rất là tự nhiên. Và đặc biệt nó giúp được kháng khuẩn. Kháng khuẩn là cài những cái vi sinh vật gây mùi cho mình. Thì thế nên là khi mà chúng ta sử dụng nó rất là lâu, 48 tiếng luôn, hơn hẳn là cái lan cụ mùi bên ngoài. Và khi mà sử dụng lan cụ mùi này thì nó không bị ố vàng áo và không bị thâm vùng nách. Những ai ngày trước thì cái lan cụ mùi bên ngoài thì đi ố rất là nhiều, và đặc biệt thì cái áo mới, áo đẹp của mình ấy, mà bị ố một chỗ đấy thì rất là khó nhìn và mình ấy, mất sự tự tin khi mà giao tiếp. Nên là sử dụng lan cụ mùi rất là an toàn, an tâm. Và đặc biệt là cái lan cụ mùi này nó không có chứa những cái hóa chất độc hại, không có chứa cồn ấy chị. Những cái lan cụ mùi bên ngoài thị trường ấy, thì nó chứa những cái chất là khoảng hóa chất như là chất chứa cồn ấy chị. Cái cồn này khi mà người những người và một số người tiêu dùng mà sử dụng mà bị dị ứng, bị kích ứng, bị mẩn đỏ, rồi ngứa. Nhưng mà lan cụ mùi hoa quế thì không có là chất cồn, nên là khi chúng ta sử dụng rất là an toàn và đảm bảo và đã được Bộ Y tế và Da liễu đã chứng nhận rồi, nên là rất là an toàn khi sử dụng. Vậy thì để chứng minh rõ hơn về công dụng của nó thì mình sẽ làm một cái hình ảnh nho nhỏ để các chị ở dưới cảm nhận hơn được. Vâng, và cho hy vọng trong cả phòng ngày hôm nay thì ai là người đầu tiên bước chân vào cả phòng này giơ tay đi làm quen được ạ? Vâng, xin mời anh em có thể lên đây giao lưu với tất cả mọi người được không ạ? Và trải nghiệm sản phẩm Amway để cho mọi người cùng hiểu rõ hơn nó. Vâng, và anh có thể giới thiệu đôi chút mình nghe đến từ đâu và anh tên là gì? Anh em đến từ đâu? Vâng, một tay cho anh dùng chẳng. Chứng tỏ anh là một người có mùi thơm từ trong cơ thể tiết ra, đúng không ạ? Vâng, cho anh một tràng tay thật lớn. Và đây sẽ dùng tỏi. Cái tỏi là một cái kháng sinh tự nhiên rất là tốt cho cơ thể, đúng không ạ? Nhưng mà cái mùi tỏi thì nó để làm cái mùi rất là khó chịu. Và hầu như chắc là phòng này chỉ có ai cũng mùi tỏi được. Thì mình sẽ mùi mùi tỏi lên tay anh xem lan cụ mùi Amway có thể khử được mùi tỏi không ạ? Anh thấy trên một tay anh thử xem có mùi tỏi này và những cái tay mình được. Vâng, mấy em sẽ sử dụng lan cụ mùi để khử những mùi tỏi. Anh có thể cho một thời gian thẩm thấu vào da, tại vì lan cụ mùi Amway nó rất là dễ thẩm thấu vào da, nên là khi mà chúng ta sử dụng xong thì nó rất là nhanh khô và chúng ta có thể mặc áo ngay luôn. Bay thử xem mùi tỏi xem nó có còn mùi trên tay. Mùi khác. Thơm rất là tự nhiên, anh thấy mùi thơm dịu nhẹ không ạ? Đây, đúng rồi. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Cho anh một tràng tay thật lớn. Lan cụ mùi Amway để thử được mùi tỏi các anh chị. Và các anh chị cũng về với thử cái lan cụ mùi của những cái sản phẩm bên ngoài thị trường cũng cho lên tỏi anh chị. Và cùng hết. Nhưng mà cái công thức làm khử mùi bên ngoài thị trường là họ sẽ dùng cái mùi thơm của lan cụ mùi để áp đi cái mùi hôi. Vì thế nên là khi mà chúng ta cho tỏi lên tay, chúng ta pha lên á, thì cũng hết mùi tỏi, nhưng mà khoảng 3 đến 5 phút sau cái mùi tỏi nó thoang thoảng trở lại. Vì thế nên là không khử mùi được nhanh chóng. Và khử mùi của Amway thì nó ngăn chặn được, nó hạn chế được cái mùi tiết, mùi cơ thể, mùi hôi ra, mùi ra mồ hôi. Vì thế nên là ngày trước khi mà Huy xài lan cụ mùi á, là mồ hôi mình vẫn đang hoạt động mạnh và vẫn ra. Nhưng mà cái điều đặc biệt là mồ hôi nó không có bị hôi như trước nữa. Tại vì lan cụ mùi của Amway được đặt kháng khuẩn, không cho vi khuẩn xâm nhập vào da của mình, nên là nó không bị hôi và nó không bị để lại cái vệt áo trên áo của mình.
và ngày trước thì khi mà sản phẩm của Amway thì Huy rất là tâm đắc. Tại sao ngày trước thì cái vùng nách của Huy á, nó bị sử dụng lâu ngày thì nó bị hơi khó nhìn một xíu, hơi bị tâm, nên là mình mất tự tin rất là nhiều. Nhưng mà khi mà sử dụng năm từ mùi Amway thì sau một thời gian thì cái nách trở lại bình thường, vùng da thì cái nách trở lại bình thường như trước. Nhưng anh chị nào đã có vấn đề về phần hack trong đôi, hay là số vấn đề về đặc biệt là mùi hôi chân các chị. Mùi hôi chân thì chúng ta sử dụng này rất là hiệu quả. Khi mà cứ ra ngoài hay đeo giày nhiều, hay đi ngoài đường nhiều mà chân nó ra mà tắm xong vẫn còn mùi. Tại vì cảm nhận một số người rồi, nhưng mà sử dụng năng của mùi rất là hiệu quả. Mùi hôi chân hay là mình ra mùi hôi trộn vào tay ấy, ta có thể bôi lên, ta xoa với nước, sử dụng cho nó nhanh khô và là mùi rất là tuyệt và không ngăn ngừa ra mồ hôi. Vâng, thì anh chị thấy cái phần chia sẻ của mình về năng của mùi này có thấy nó tốt hơn không ạ? Tốt hơn về những sản phẩm bên ngoài không ạ? Tốt đó. Tốt hơn vậy chắc chúng ta cũng thắc mắc về giá nữa, hay là thì tốt quá mình không quan tâm luôn, mình mua luôn đi chị. Hay là mình quan tâm về giá? Giá vậy, tại vì người Việt Nam thì luôn luôn về giá, cũng quan tâm về đầu tiên. Nhưng mà cái sản phẩm của Amway thì thực sự cái giá nó vô cùng hợp lý, mà có khi là rẻ hơn bên ngoài, ta biết cách xài đấy chị. Đó là ngày trước thì khi mới đầu tham gia Amway thì mình không dám sử dụng lăng tử mùi, vì thấy cái giá nó hơi mắc. Nhưng mà khi mà mình đi chia sẻ, mà chia sẻ vào cái áo của mình nó bị ố rồi á, mình chia sẻ khách hàng không tin tưởng, nên là mình phải nghĩ là mình phải xài sản phẩm rồi. Mình thấy được cái hiệu quả khi mà mình chia sẻ sẽ dễ dàng hơn. Và mà khi mà mình xài thì mình cảm thấy nó rất là rẻ chị. Ngày trước thì mình sử dụng năng lượng mùi thì khoảng 2 tháng mình hết một chai. Một chai mua khoảng 35.000 bên ngoài. Là một tháng mình cho mình khoảng hết 15.000 đúng không ạ? 15.000 năng lượng mùi. Nhưng mà sản phẩm của Amway thì vô cùng tiết kiệm và rẻ hơn rất là nhiều. Tại vì một chai 100ml chúng ta có thể xài từ 1 năm đến 1 năm rưỡi, có khi là 2 năm đó chị. Tại vì tại sao có người lại xài ít xài nhiều như vậy? Tại vì năng từ mùi nó ngăn ngừa ra mồ hôi, nên một tuần khi chúng ta xài quen thì một tuần chúng ta có thể xài 3-4 lần thôi, không cần xài ngày nào cũng xài, và nó mùi cơ thể nó không có ra được, nên rất là tuyệt chỗ đó. Thì thế nên là năng từ mùi này xài được 1 năm rưỡi để trung bình là như vậy, 1 năm rưỡi. Và cái giá của nó là giá trên các khách hàng là 183.000 anh chị. 183.000 chúng ta chỉ chia ra xem, 1 năm rưỡi là 18 tháng thôi, 183 trong 18 tháng là chúng ta chỉ có một tháng những tốn có khoảng 10.000 thôi. 10.000 rất là phù hợp cho túi tiền của người Việt Nam, và đặc biệt là rẻ hơn, tiết kiệm hơn rất là nhiều. Khi chúng ta là một kẻ tiêu dùng thông minh, tiêu dùng giảm giá ở siêu thị, chúng ta sẽ được giảm giá 15% thì có giá là 159.000, rẻ rất là nhiều và tiết kiệm rất là nhiều cái công sức mình đi mua, hay là cái hiệu quả của nó vượt trội hơn rất là nhiều. Vì thế nên là chúng ta còn nên sử dụng lá tử mùi này trên cơ thể chúng ta hàng ngày không ạ? Có.